Mình chi được lấy tiền bạc dồi dào, Dạ. vô hào chẳng có ra, nhà cao cửa rộng tiền xài hết mãn năm, thằng chồng Không. hạnh phúc muôn đời, tiền vô cửa trước trước cửa sau đầy nhà hết, nguyện vọng ước ao cái gì có cái lấy, được Không, không? mà năm chúc quá cho dữ luôn. À. Nè bạn, mình bật mí cho các bạn một chút xíu là bà Năm biết coi bói nữa nha. Bà Năm biết coi bói á, coi sơ sơ á. Rồi bà Năm coi giùm con quẻ được không? Được. Đó, nam tả nam tay trái phải không? Cái này Đó, bạn coi bà Năm coi nè nha. Đây đây là bà Năm nha bạn. Bà Năm cho con hỏi là năm nay bà Năm bao nhiêu tuổi rồi bà Năm? 94. 94 tuổi. Đây, bà Năm thường thường con thấy bà Năm đi bán vé số là bán buổi sáng rồi hả bà Năm? Bán buổi sáng. Dạ. Rồi bán một ngày vậy là được nhiêu tờ bà Năm? Ăn hết còn có vài chục. Dạ. Mua đồ ăn đi xe rồi. Rồi hôm gà con nghe nói bà Năm bị cái gì? Hả? Hôm gà nghe nói bà Trời ơi, đi bán cái số với nó quay vậy cái cậu ơi, cậu ôm tôi để tôi chết rồi, cậu ơi, tôi té tôi chết. Sao cậu hay vậy? À bà Năm bị té hả? Ở con nghe nói bà Năm bị té. Bị nó quay đó. Dạ, chóng mặt hả bà Năm? Số hả? Mới nói cậu mua gì tôi cắm hay cắm đi cậu cái nó quay cái. Trời ơi, Dạ. tôi nó chết luôn. Thì bà Năm là thường thường bà Năm đi bán vé số là bà Năm bị liệu các bạn. Mấy Liệu. bạn mà đụng trúng bà Năm là bà Năm giật mình và Năm giục hết vé số luôn á. À, này là nhà trọ bà Năm mướn tháng nhiêu bà Năm? 1 triệu á. 1 triệu một tháng. Thì bữa con có hứa con lại con gửi bà Năm 500 đó. Mà con hôm qua con lại con không có thấy. Nữ ra bữa nay con mới lại. Thì con gửi tiền cho bà Năm. Rồi lúc đi có mình nha bạn. Đây là nhà của bà Năm nữa bạn. Nhà mướn của nhà Đó, con mướn. đây nhà của bà Năm mướn đây. Chờ con chút xíu nha. Để con đi quay ở đây. Đó, từ ngày thì bà Năm ngủ ở đây thôi. Đó. Đó, thì bữa bà Năm có con hỏi bà Năm có mua gạo không, bà Năm nói khỏi. Rồi bữa nay con lại con gửi tiền cho bà Năm. Đây. Bị ăn bữa có ăn chung mình chung Dạ. cũng mời À, chung rượu chung nè hai chục mày cái bác hàng xóm qua chơi với bà Năm tao còn gỗ ba ở nhà nè. của mình Dạ. ổng chết rồi Dạ. ba cũng trụ trụ với ba cũng trụ trụ Cũng ở mình ha bà hai. ở mình Dạ. con nó có mà nó ghét mình nó mở chung Dạ. Đây để con đưa tờ 100 cho bà Năm dễ xài nha, để khỏi mất công lộn. Rồi bà Năm đếm con ơi. À, một, hai, ba, bốn, năm. Rồi sáng rồi có 500. lại đâu À, đây để con sắp lại. có lại để uống cà phê không Dạ có, ngày nào con cũng ngồi cà phê. sao tôi đi không gặp cậu vậy 500 Con đi trễ lắm. Rồi vậy cho bà Năm dễ xài ha. à. Rồi 500 ngàn. Rồi thay mặt bà Năm thì Lúa gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân đã gửi tiền cho bà Năm. Dạ. Rồi bà Năm có cảm ơn gì không bà Gửi Năm? lời thăm ấy có lòng tương trợ vậy bà quan nghênh tinh thần mấy cháu hết trơn nha mình Dạ. giỏi mình đến sức khỏe ha Dạ. sống bá niên trường thọ bằng chi được lấy tiền bạc dồi dào Dạ. vô hào chẳng có ra nhà cao cửa rộng tiền xài hết mãn năm thằng chồng Không. hạnh phúc muôn đời tiền vô cửa trước trước cửa sau đầy nhà hết nguyện vọng ước ao cái gì có cái lấy được Không, không bà Năm chúc quá cho dữ luôn. à. Nè bạn, mình bật mí cho các bạn một chút xíu là bà Năm biết coi bói nữa nha. Bà Năm biết coi bói á, coi sơ sơ á. Rồi bà Năm coi giùm con quẻ được không? Chưa Đó, nam tả nam tay trái phải không? cái này Đó, bạn coi bà Năm coi nè nha. là con trai coi con trai này không có lệ thuộc ai hết á Dạ. để tự tự lấy thì ăn không không có làm nô lệ ai Dạ. phải không ừ. Chung sướng Có dùng con coi có tiền không bà Năm? quan nhờ cái đức đức bên bà ngoại ngoại là nó ngoại nội nha Dạ đúng rồi bà ngoại, đúng rồi. à, đức bên bà ngoại nha ừ. Còn cái đường mạn đạo này là sống dai nè à, tới chỉ đây à. Cái đường nào bà Năm? Đây nè cái đường mạn đạo nè Dạ. chỉ ở đây sống dai ha Dạ. ừ. Đây, cái gò tâm tinh này tốt nè Dạ. tự ái nha nó nặng cũng được
Dạ đúng rồi. không? Ai nói nặng con là con là nói đúng thôi, nói không đúng là con làm lại liền á. Có vậy nè, có cái hình tam giác này rộng nha, thương người lắm. Đâu mà bà Năm? Đây nè, cái hình tam giác đây nè, đây nè, Dạ. rộng nè, thương người lắm, Dạ. biết không? Thấy ai khổ mà muốn giúp đỡ, Dạ. thấy không? Là có chữ nhân, nhân là người người độ, thấy không? Dạ. Ơn trên độ, phải không? Có cái tánh linh thính, hồ nghi gì có cái nấy, phải không? Anh em bạn ít lắm, chí cốt ít lắm. Ít lắm mà Năm, có vài người à. Chứ không có nhiều, phải không? Không có chơi với mấy người đó, mình chơi không có lợi đâu, Bạn thì ít mà cho người bè ta thì ăn nhiều mà rồi Năm ta ơi. êm, ha, mà không cho nó kiếm chuyện, Dạ. thấy không? Bây giờ tâm tin là tốt nè, mà đều cháu khỏe, có tiền xài hoài hả? Con khoái chữ đó đó. Không Con có khoái chữ hết có tiền ha, xài hoài đó. có tiền xài hoài Không có hả? nhiều hết mà Năm. Không có nhiều mà ra ra xài hoài, thấy không? Mà người dân thương cháu nhiều hơn cái bà con dòng họ. Trời đúng quá bà Năm ơi. Bà con dòng họ như nào thấy có tiền mới nhào vô bà Năm ơi. Thì bởi vậy bà Giờ con vậy mà giúp không? đỡ người dân á, đi ra ngoài á, bây giờ không có, mình không có tiền muốn quay, người ta cũng giúp đỡ cho mình cái gì, Dạ. còn mấy bà con không có đâu ôn quá gì. Mà cái chân dung của cháu nè sâu lắm, thương bà con dòng họ lắm, bà con dòng họ không thương cháu Dạ. ha. Cái này ông độ mạng á, là cái chân mình ở đây đây hết, cái một có một bệt tại nhà ông độ mạng. Dạ. Chứng mày con hả bà Năm? Thấy không? Cháu coi đi, coi kỹ đi, thấy Dạ. không? Không phải chân mày Con tưởng đâu bị vậy cắt khúc rồi cái xui đâu, có chứ. ông độ dữ lắm. Dạ. Con muốn cái gì trước sau cũng có ha. Có phúc hậu nè, Là cái chỗ nào bà Năm? đây. À, cái đường rảnh đó đó hả? Nè, có phúc hậu nè, Dạ. đi dạ 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 con 34 là con khá lên nè. Dạ. Ê, bị hợp Đó. đây Thấy chưa? Đây, cái này, bà Năm là bị liệu các bạn, nghe la lớn là giật mình. cái này con cưng của mẹ, Dạ. còn cha đã ký công vô tư, thấy không? Cha con mất Mẹ rồi bà Năm. đã ký công vô tư, có nữa, gần gần hết tiền có nữa, Có gì bà Năm? gần gần hết tiền có nữa. Oh, có tiền nữa hả? Con. Gần gần hả, gần gần hết cái có nữa, Dạ. đều có nhiều, thấy không? Mà đều con xài tiền kỹ càng, không có bừa bãi Dạ. ha. Rồi 34 tuổi rồi, là Là giàu á bà Năm. vẫn ăn khá khá lên, muốn cái gì được cái Dạ. đấy, nguyện vọng cái gì được cái đấy, Con chỉ muốn có nhiều đó đó. nguyện vọng gì Để có cái đi đấy. giúp người này người kia. Là con có tiền là con đi ta bà thế giới, con có Dạ. tiền nè. Không có tiền là chống càm Mà muốn ha, hết rồi. Dạ hết hả bà Năm? Đó, các bạn thấy không, bà Năm là có cái Mà câu bói. mẹ thương con dữ lắm, cha con cũng có bằng mẹ nữa. Dạ. Mà con có lễ phép lễ độ chứ không có hồ đồ hỗn độn, không có chữ thề chữ thấu kiểu. Dạ. Con nói con làm việc đâu vậy? Dạ con làm tùm lum nghề chứ á. Năm nay từ ngày kỳ này biết bữa nào đánh lương không? Lương liệt sĩ không? À con không biết nữa. Con không không rành mấy cái vụ đó. Mua cà phê con Nè, để Dạ. 2 tháng 9 mấy bữa nữa đó. Uống ly cà phê đi nha. Sắp tới rồi. Nha. Sắp tới. Dạ sắp tới rồi, bữa nay là 26 rồi. Chuẩn bị tới. Uống ly cà 2 tháng 9. Dạ thôi con không muốn đâu, con đi công chuyện chút nữa. Con Nha. đi lại nhà Để kia công nữa. chuyện tôi còn đi nữa. Dạ. Mới ra chợ Vậy gặp nữa giờ có ha. mấy Dạ mới ra chợ gặp. Bà Năm đâu có bán số nữa hả? Buổi chiều đâu có bán hả? Không có. À, tới đâu có bán, con mua vài tờ. Không có. Thôi vậy con 2 tháng 9 là gần tới hả? Dạ đúng rồi. Rồi con Vậy gửi là gặp lời nó. hỏi thăm sức khỏe bà Năm nha. Chừng Cảm nào ơn nếu mà có con. nữa Cảm thì ơn con cháu nha. gửi tiền cho bà Năm nữa. Dạ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở clip tiếp theo nha.